Hello, xin chào tất cả anh em nha. Rất vui mừng gặp lại em hôm nay. Hiện tại mình đang test một em Yamaha 6 Yamaha nha. 6 Yamaha là một tắc lệ 6 2009 tua 230 ngựa. Máy rất là đẹp. Bây giờ mình test nổ hơi ám cực kỳ tốt luôn nè. Máy nổ rất là êm, không có khói trắng gì hết. Không cần chỉnh sửa vậy, về nguyên trinh nguyên kiện luôn. Mình thấy máy này rất là tối. Rất đẹp nha. Anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0909 777 611, hỗ trợ tư vấn anh em nhiệt tình hơn. 0909 777 611. Và nhớ đăng ký kênh Máy Thứ Nhật mình, bấm đăng ký kênh để nhận video sắp tới. Mình sẽ test máy như lên số đó em. Hoặc tới địa chỉ 688-2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. 688-2 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân. Đồ phụ tùng em này rất thông dụng tại Việt Nam nha. Rất là nhiều. Làm tắc lệ 6 là rất là nhiều. Rồi, lấy ga nha anh. Rồi, từ đó rồi.